Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay một buổi chiều mát ha. Dịch bệnh nó tiếp diễn và rảnh rỗi thì lang thang chiều phố. Mình có thời gian mình quay đi dạo một vòng, mình quay cho mọi người thấy khu công nghiệp ở xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Khu công nghiệp này là khu công nghiệp Mỹ Sơn ha. Bên năm là khu công nghiệp Mỹ Sơn B1 này. Bên này là khu công nghiệp A2 ha, khu công nghiệp Mỹ Sơn là một trong những khu công nghiệp động lực của Phú Mỹ ha. Còn phía tây này là mình đi về đường này là mình đi về là khu công nghiệp trên là Gò Dầu về Đồng Nai giáp với lại Phước Thái Long Thành. Còn hướng này là mình đi về là mình về Bà Rịa ha, về Vũng Tàu, về cảng, về khu công nghiệp Phú Mỹ ha. Đây là mình lên ở ba Phước Lộc đây. Rồi mình đi dạo một vòng mình quỹ đất khu công nghiệp cho mọi người thấy được cái sự phát triển khi mà các khu công nghiệp hình thành ở sau này nó sẽ tấp nập đông vui thế nào đây. Một buổi chiều mà dịch bệnh nữa đi lại uống lộ từ năm uống lộ năm mốt đây ha. Mọi người vẫn xin họp ha, tuy đường có bán hơn một khi nhưng mà thời điểm này mình quay thì mình thấy được cái sức phát triển của một cái khu công nghiệp ở Phú Mỹ ha. Thì mình nhìn nhận đánh giá khi sau này mình đi những cái khu mới thì mình có được cái góc nhìn, mình đánh giá, mình tìm kiếm bất động sản mà mình sẽ dự đoán được cái trong tương lai ở thực tế rõ ràng hơn ha. Ha, mình đi một vòng cho mọi người xem đây là con đường đi vào cổng của khu công nghiệp ha, mình thấy không, có bách hóa xanh này. À, em đi shop này. À, bên kia về là mình về cảng rồi. Cái vị trí này rất là đẹp. Xung quanh đường này mọi người thấy phát triển đầy đủ đông đúc rồi. Kinh doanh phục vụ cho công nhân thôi. Như coi như là không thiếu có gì hết. Ngày hôm nay thì bắt đầu đường xá hoa lề rồi, vẫn đang làm hết trơn rồi. Trước đây là chưa đâu, cách đây hơn năm rồi. Đường này cũng còn hoang sơ lắm, sau này bắt đầu sẽ làm lề cắt để phát triển đô thị hóa mà. Vừa rồi Phú Mỹ cũng đã lên đô thị lộ 3 để mình phấn đấu rồi sắp tới lên. Mọi thứ những trang đô thị để sắp tới chuẩn bị cho bước tiến thêm thành phố ha, thành phố công nghiệp. Nhưng câu chuyện vài năm nữa thì chắc như cứ hành cái gì đúng không thì câu chuyện mình phải chờ đợi thôi. À, người đi người thấy đời sống sinh hoạt xung quanh bất động sản khu nghiệp đây. À, những cái xu thế trong tương lai của Việt Nam 5 năm thậm chí 10 năm tới ha, khi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn hoành hành có những bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thì bây giờ thì quá xa xỉ rồi. Những cái đâu những cái bất động sản khu nghiệp mọi người thấy kinh doanh buôn bán món ăn nhỏ đồ rất nhiều. Ai cũng có thể kinh doanh sống được. Đây khu công nghiệp mình quy mô khoảng tầm hơn 200 hecta ha. Rồi mình thấy không, buôn bán khắp nơi, một công nhân này, những động lực quan trọng ha. Việt Nam mình tiến tới một cái tiến trình mới rồi, mình đi gia công hàng hóa cho thế giới. Đó thẳng đó là mình nói đi làm thuê đây. Quá trình này sẽ đánh đổi sẽ rất là nhiều. Trước đây là mình làm là lúa nước nông nghiệp còn hoang sơ, bây giờ mình chuyển qua là hình gia công nó cũng 4 FDI. Thì như thế này mọi người thoáng xung quanh xung quanh đây là bao nhiêu năm là phát triển như vậy. Tốc độ phát triển khi mình đi tìm đầu tư bất động sản thuộc xung quanh đây thì cơ hội của mình bây giờ hiện tại nó cầu không từ này hiện tại thì nó biết thì hiện tại giá ở trên tầm biết ngang là trên dưới 1 tỷ rồi, tìm mua không có đâu, hiếm. Đây cổng khu nghiệp này thấy không, xung quanh nó phát triển khu dân cư ha, tái định cư hay chợ. Đi qua mình thấy đây cổng vô ha, đây, khu công nghiệp Mỹ Sơn B1 tiến hơn ngày hôm nay đây, tỷ lệ lấp đầy là mình đi thực tế là mình thấy thì khoảng tầm 90-95% rồi. À, những nhà máy mới bắt đầu hình thành xây dựng. À, giờ mình
phụ thuộc vào những sự công ty như thế này đó. Việt Nam mình bây giờ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu nhiều lắm. Tín hiệu thì nhà máy bắt đầu người ta nhập qua đây thì cũng làm tín hiệu đáng mừng. Tuy là nó không có loại hình những đúng như kỳ vọng là những đống đầy bàn sắp tới. Vì nhiều yếu tố tình hình dịch bệnh ha, có nhiều yếu tố khách quan khác. Nhưng mà đâu đó thì thôi. Cũng có chút gì đó niềm tin trong tương lai ha. Những công ty vừa phải. À, những công ty nhỏ, à, những mảnh vườn của thế giới. Qua đây cũng là cải thiện đời sống và phát triển xã hội của mình rất là nhiều. Thì mọi người thấy vị thế Việt Nam ngày hôm nay ha, các khu nghiệp rất là lớn, công ty tập đoàn khá lớn thì không nổi. Khu nghiệp này thì đa số là những quy hoạch những khu công ty hỗn hợp cho mọi người kinh doanh về nhiều mặt hàng, gia công giày dép, bánh kẹo hay là xây dựng lắp ráp nhôm, gạch rồi nhiều và vân vân. Tất cả những công nghiệp sắt thép nó cũng có ha, hỗn hợp cho nên mức độ ô nhiễm nó vẫn có đó, rất là nhiều. Đây thấy không, đây là đi toàn cầu Việt Nam rất là lớn luôn, thấy kinh khủng không? Cái đây khu nghiệp này khu nghiệp tổng hợp á, mức độ ô nhiễm cũng rất là nhiều. Xung quanh đây thì đa số công nhân người ta ở nhiều phòng trọ, cái này khi mất điện mất sản xung quanh đây thì nhu cầu phòng trọ sẽ rất là lớn, kinh doanh gì cũng được nhưng mà có một dao hai lưỡi. Kinh doanh phòng trọ thì có một mức độ nào đó quá nhiều thì giờ mà thành ra về lâu dài nó cũng tới một mức độ nó chững lại, hay là công nhân phòng trọ nó sẽ xuống cấp, để cạnh tranh những cái bất động sản mà phòng trọ mới người ta sẽ lên thì không có chuyện, phải luôn luôn thay dõi rồi tiếng từ công ty châu Á, châu Âu ha, Đài Loan, Hàn Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, vân vân rất là nhiều. Lâu lâu có chiều mát mình đi vòng vòng mình chơi ha, quay cho mọi người thực tế vui ha, ở hiện tại không? Vào nước vào lại nước uống. Đây, thấy người xem nhiều, tìm hiểu nhiều Phú Mỹ ha, tìm hiểu những động lực tăng trưởng của Phú Mỹ ha. Nhưng mà mình đâu thêm mình có những anh chị chưa đi xem thực tế các khu công nghiệp ở đây so với các nơi thành khác nó như thế nào ha, nó phát triển là sao, nó còn phát triển nữa không ha. Mình đi mình thấy quỹ đất ha, còn sót lại của khu công nghiệp thì đâu có nhiều đâu. Nhà máy mọc lên ngày hôm nay rất là nhiều rồi, hiện tại là hình thành cách đây là 10 năm rồi, phê duyệt 2006 nhưng mà khai trương động thổ thành 2001 đó. 10 năm quá trình phát triển là mọi người thấy không, không dễ gì mà thành một khu nghiệp mà quanh quanh dân cư nó phát triển 10 năm tiến độ này nó thấy khá là nhanh so với những khu nghiệp khác trước đây ở Long An, ở Bình Dương, đây nữa Bình Phước và là Đồng Nai. Sân đi có thời gian làm bất động sản rồi thành tựu thấy đường xá là phát triển tốc độ quy mô nó khác biệt nhau rất là nhiều. Về dư địa tăng trưởng thì sẽ còn, khi mà tốc độ là nó nhanh thì sau này cơ hội mình đầu tư bất động sản trong quan điểm nó nhanh hơn, nhưng vùng xa giá đất nó còn rẻ. Dư địa bất động sản khu nguyên các cầu thì bản nguồn xây thì cơ hội bất động sản ở đây bạn có thì lâu dài đây đã lên cao, nhưng mà mức độ tăng trưởng có thể là tầm rơi 10-15-20% ở những bất động sản xung quanh đây.
ha. Đây mình thấy như thế này ha, thì mình đánh giá khi mình đầu tư một khu vực, một khi mình đã hình thành thấy tất cả rồi, cơ hội của mình nó không còn gì, mình phải đánh giá lại tiếp theo ha, tùy và tùy theo tình hình thực tế. Tương đấu ha, hạ tầng cũng xong rồi nhưng mà cũng chưa làm hết, khai thác hết. Đây hai đường ra của khu công nghiệp này, này khả năng là đất dân rồi, lấy sang một xe theo quỹ đất ở trong này cũng không công nghiệp. Hai tình hình dịch bệnh đó làm xáo trộn mọi thứ, trong tương lai sẽ phát triển những cái đi theo một chiều hướng ha. Đi theo một chiều hướng mới rồi, chu kỳ mới. Này mình đi xa rồi. Quay lại đi. Thì hết khu công nghiệp rồi. Chứng tỏ là mọi thứ ở đây nó phát triển ha, quỹ đất này đã dành cho những công ty này. Khó khăn ha, những cái xuất khẩu này đâu phải đem lại ha, những tín hiệu rất là lạc quan cho vị thế của Việt Nam mình ha, về xuất nhập khẩu ha. Nghề gia công, nâng cao tay nghề lao động ha. Sau này sẽ đấu những cái đại bàng lớn hơn thì cơ hội đó sẽ đến từ những cái nơi nào thì mình sẽ tìm kiếm ha, cơ hội. Còn hôm nay ở đây thì nếu mà an toàn hơn thì mình đầu tư khu vực này, xung quanh đây thì vẫn là cơ hội ha, rất là nhiều. Và có những anh chị nào không có thời gian để tìm kiếm ha, biết về Phú Mỹ phần nào đó đi khu vực này mình thấy vẫn khá là ok. Chỉ mình đi vào khu dân cư thì mình thấy so với khu vực ở đây thì với khu vực ở Long An như không thấy không đi đánh giá đây những công ty nó lớn, họ tầng người ta công ty người ta cũng làm rất là bài bản ha, không phải ngẫu nhiên mà ở Bà Rịa Vũng Tàu cùng GDP xếp thứ 3 cả nước. Có vị thế mà gần cảng biển ha, gần sân bay Long Thành sau này nữa, thì khu vực này, khu vực tương lai sẽ là khu vực trung tâm đó. Trung tâm kết nối tất cả mọi thứ nó rất là hy vọng một ngày nào đó xã Phú Mỹ có điện tương đương với những Busan hay Thượng Hải của Việt Nam. Đây khu vực lớn của mình thấy không, đây những công việc khói đây mình thấy rất hôi. Sona DJ, công nghiệp sạch ha,
không có chút mùi hôi rồi, thì nó khác biệt. Nên đây nó là vấn đề nó ảnh hưởng là như vậy. Thôi ngày hôm nay tình hình dịch bệnh các nơi cũng diễn biến tình hình nó lây lan rất nhiều. Ở dưới này tình hình dịch bệnh nó vẫn chưa có. Đó là điều may mắn ha, báo được dịch rồi. Cũng chưa có ca dịch bệnh nào là xâm nhập vào các nơi đặc biệt ở dưới này hay là đặc biệt là khu công nghiệp ha, cũng chọn đông đúc. Ở đây nơi không dưới này người ta thấy cũng hoạt động á. Cũng mẫu hơn những nơi khác ha. Bây giờ cách ly rất nhiều. Ok, các anh chị nào quan tâm ông xã tìm hiểu thời gian mình xem video cũng vui. Hiếm khi mà đang làm nó đi xe quay xa luôn, quay ngẫu hứng vì những này tao đang tăng đi nhiều. Đường xá cũng chưa làm thôi, xe đi lại hư hết rồi.
ha. Mọi người lưu ý khi đi đầu tư những bất động sản công nghiệp thì có những cái nơi đã hình thành đông đúc như thế này rồi, thì khi mình đầu tư mình phải đánh giá nhiều yếu tố ha, còn động lực tăng trưởng nào không ha. Đồng ý là khi mọi người đầu tư bất động sản đây là chúng ta còn trọ thì kiếm sạch tiền được, mà về phát triển về lãi vốn thì câu chuyện trong tương lai nó vẫn thả cầu, nó có mức độ thôi. Đối với những cái bất động sản mà bổ cho nhất tầng công nhân ha, tầng lớp vừa phải tầm trung lưu thì cái mức bất động sản nó tăng là mức mình sẽ dừng đó. Để tăng trưởng lên cao thì câu chuyện sẽ một năm nó chỉ sẽ cao hơn cả một tí, nhưng mà mình tìm những bất động sản mà nó giải thị trường cũng có thể có cơ hội, nhưng mà lý thuyết là vậy đó. Mình tìm cái khó đó, đòi mình phải có những mối quan hệ à, mình hiểu thôi, trường thông này mình theo dõi lâu rồi thì lúc đó mình có những mối quan hệ, mình có thông tin, khi mình có thời gian thì mới cho mình những kết quả như ý xung quanh một thứ đường trong đường gì cũng có thể là kinh doanh luôn được đấy á, chứ không phải khi đầu tư không sao mình nhắm mặt tiền đó. Đây là khu xung quanh hiện tại thì tao đi đầu tư những nơi bất động sản nó đang phát triển ha, giá cầu rất là rẻ, rất là thích thì nó có xem video thấy tăng lạc. Còn khu vực này thì bây giờ chỉ đi tham khảo mình xem thôi, còn chị đầu tư nào thì thấy mình cũng quan tâm thích thú mỹ thì khu vực này mỹ sơn đây là số nhà xe lên nhiều, đâu cầu cũng đắc nhiều đâu, cơ hội tăng giá bất động sản. Quá trình này đô thị hóa 10 năm nữa. Đi quay nơi mình vui. Mọi người thấy ha, đời sống công nhân thời điểm dịch bệnh nó như thế nào ha. Video YouTube này mà đi làm sai phạm thì hơi kỳ kỳ. Chắc cái đoạn này ta chỉ cắt bỏ. Phương Thừa Vũ. Lan lỗi à. Thì lan lỗi cái đường này đang ra cái khu dân cư. Ồ, xem ha, đủ dân số luôn, không biết con đường nào mà đi ra nữa.
tổ bên này cũng đang làm gặt làm gì đó mình chẳng biết. May quá cũng có một đường ra được nữa. Ai mình đi ra được luôn này. À, mình đi ra là khu nghiệp đó, khu tái định cư. À, khu đây đây đây. Tái định cư Phước Lộc đây. Đây. À, tái định cư Phước Lộc đây. À, quá mình đi, lại thì nó lòng đường tùm lum rồi. Nè, tái định cư mình thấy. À, tặng lề xong mấy rồi. À, tái định cư thì nó quy hoạch nhà nước. Tái định cư là những cái mình luôn luôn nhà nước phát triển chung xung quanh này. Chỗ này lâu đời rồi, nó hơn 10 năm rồi, nó được một khu nó dân cư nó đông mọi người. À, xem để thấy thì sau này mình đi kiếm được cái bất động sản nào. Lý do người ta hay quay xong lại là những dự án hay là những cái đất phân lô mà nó quá hiểu nên như nãy mình đi á, khác rất là nhiều ha, nơi quy hoạch rất rất đẹp. Ở một không gian khác biệt ha, khi mình bỏ tiền đó mình kiếm ông sản sau này mua bán nó cũng dễ, còn khi mình kiếm quá dễ ha, đối diện rủi ro thì rất sau này mình thành thói quen mình đi đầu tư nó dễ mình dính những cái nó hơn không, mình không lường trước được cái trong bất động sản hợp lý kiểu gì á, quá trình nào mình cũng phải dính đó. Đầu tư này chờ thôi, khi mà khu dân cư hình thành đông đúc rồi nó khá mình. Tái định cư Phước Lộc hiện tại giá khoảng tầm 2 tỷ, bay tận 3 tỷ ha. Diện tích cũng 50/52. Phước Lộc đấy ha. Đây là khu công nghiệp đấy. Mình thấy đời sống rất đông không? Giờ đi làm nữa bệnh rồi video này tao làm khá là dài. Chắc mình đi ra một cái tốc sớm ở đây còn video dài quá xem cái nhàm chán, mình lỡ đi phải đi quay thấy. Hơi lập chụp phía không? Chợ tự phát không? Không có mọi người ra tới đây rồi. À, ra con đường nãy quay đi một khu công nghiệp đây. Đây là xung quanh một cái khu công nghiệp ha, xung quanh dân cư anh thành phát triển ha, có những nơi trường học hay là chợ nó tự phát thôi. Đây là nhìn nó hơi bắt nháo, nó không có đẹp,
mà dù sao vì kiếm tiền thì phải là kiếm tiền được đó. Nhu cầu sống mà phát triển thì đâu cũng có tiền đó. Thì mình đi kiếm tiền cắt lâu dài đó là kiếm tiền nhiều thì câu chuyện nó khác nữa. Cá nhân mình thì mọi người đi mọi người xem đánh giá ha, hoặc là đầu tư được ha. Đường xá mới làm đây một nơi đã phát triển hả, thị xã tương lai thành phố cảng xã Phú Mỹ. Đây, phía trước là mình sẽ ra là khu Việt Kiều, Mỹ Xuân à. Ra con đường Mỹ Xuân ngoại giao à. Con đường là chiến lược của thị xã Phú Mỹ à. Làm rất là lâu rồi, chưa xong đâu. Cái nấu qua thì trong Phú Mỹ đây. Có thời gian mình sẽ quay. Còn ra tới đây chắc mình sẽ dừng video sớm tại đây rồi. Thì thôi là cũng làm khá là dài. Thấy không, con đường mà làm chiến lược mà làm lâu như thế này chưa xong, làm được mấy năm để không biết. Ngày hôm nay nó khó, kinh tế mọi thứ này nó khó khăn với Việt Nam đó, đi từng tỉnh thành. Chắc là khi mà những đường này hoàn thành thì giá đất của hợp xã mình sẽ tăng rất là nhiều. Thôi, đây chắc từng nhiều video tại đây nha mọi người. Đường đi lại khó khăn quá. Rồi, con chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo ha. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Đi thẳng là mình đang đường Mỹ Xuân ngoại giao rồi.